trong chốn lao tù. Mẹ thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam bạn cùng tôi nhìn về quê để một cái cuộc đòi nhân quyền cho Việt Nam. Xin chúc cho phái đoàn này gặp nhiều thành công và được sự tự do cho đất nước Việt Nam. Bởi vì cái hôm nay chúng ta đi đó là cái mục đích cho nhân quyền ở Việt Nam. Và từ chùa Vạn Hạnh chúng ta đến Notre Dame de Paris là bởi vì đây là một cái sự liên kết của các tôn giáo ở Việt Nam, ngược lại với những gì mà Cộng sản đã nói. Và chúng ta thể hiện cái bước đồng hành với những anh em ở trong quốc nội. Nghiêm tất cả công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống, vì tương lai của dân cùng sống pha với tên, làm sao cho nước sông từ nay luôn vững bền. Cho nhân viên chúng ta bắt đầu. Chúc mừng đi thành công. Rồi. Ông đi vào. Ta yêu nước dân dân chẳng có bao giờ nào. Đường dài muôn ngàn chỉ một biển người mang qua, lê sau bàn chân công xiềng của thời xa xăm, đôi mắt ta rực sáng theo nhịp kêu loạn xoa, ta vua sẽ kêu vang dậy bắt mọi người, đủ người một đời là một người không tươi, đủ người xa hơi đủ người của lòng vẫn sôi, bước tiến ta chạm tới tung xiềng và mặt nhận ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này của chân ta. Với những ai gục xuống ngôi dậy hùng cường đi lên. Máu ta tự thành văn nam dồn lại trước gia đình này cha ông miệt mài từng ngày qua. Người nào nghe trong đau những không nguôi. Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang trên và trong hát cười đùa vang vang. Còn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khói kiêu hùng. Ta như nước dâng dâng tràn qua bao giờ tàn thương dài muôn ngàn chỉ một chân người vang vang. Để sau bàn chân đông xiềng của thời xa xăm, đôi mắt ta rực sáng theo nhịp kêu lạc xoan. Ta vua sẽ kêu vang dậy trước mặt mọi người. Đủ người muôn đời là một người không người. Đủ người xa vời, đủ người có lòng hơi sôi. Bước tiến ta chạm tới đông xiềng vào mặt nhân ra. Máu ta tự thành con lang dồn lại xương gia đình này cha ông miệt mài từng ngày qua. Người nào kể trong đau những không nguôi. Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang trên và trong hát cười đùa vang vang. Còn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khói kiêu hùng. Đây là trạm dừng chân của đoàn đi bộ để dùng cơm trưa. Và chúng tôi được biết là tờ báo West Horns của địa phương số xuất bản ngày hôm nay thứ hai 16 tháng 9. Trên tờ báo có một bản tin về cuộc đi bộ của cộng đồng người Việt ở Nantes để phản đối cái nghị quyết 72 mà Việt Cộng vừa đưa ra, và cũng để báo biết là cái Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng của Việt Cộng cũng qua Pháp. Chúng ta thành một đoàn người Việt Nam trên và trong hát cười đùa vang vang. Còn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khói kiêu hùng. Ta như nước dâng dâng chẳng có bao giờ tàn, đường dài muôn ngàn chỉ một chân người vang vang. Để sau bàn chân công xiềng của thời xa xăm, đôi mắt ta rực sáng theo nhịp kêu đoàn hoàn. Ta vua sẽ kêu vang dậy trước mặt mọi người. Đủ người muôn đời là một người không người. Đủ người xa vời, đủ người có lòng hơn xôi. Bước tiến ta chạm tới tung xiềng của mặt nghiêm ra. Máu ta tự thành con lang dồn lại xương gia đình này cha ông miệt mài từng ngày qua. Cười nào nghe trong đau những không nguôi. Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang trên và trong hát cười đùa vang vang. Còn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khói kiêu hùng. Ta như dòng dân đi tràn trên lò lửa hồng, mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm. Da trắng mồ hôi nhễ nhại còn mong gần tươi, ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời. Ta khuyên cho con ta còn tiếp tục làm người. Làm người huy hoàng phải chọn là người thân đa. Làm người ngang tàng kiềm mặt mày của chân ta. Với những ai gục xuống ngôi dậy hùng cường đi lên. Máu ta tự thành văn nam dồn lại trước gia đình này cha ông miệt mài từng ngày qua.
nào ghê trong đau những không nguôi. Chúng ta thành một đoàn người Việt Nam trên và trong hát cười đùa vang vang. Còn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khói kiêu hùng. Dâng dâng chẳng có bao giờ nào thương lại muốn hàng chỉ một nhân người mà qua để sau bàn chân đông xiềng của thời xa xăm đôi mắt ta rực sáng theo địch kêu loạn toàn ta vua sẽ kêu mang dây như bắn mọi người đủ người muôn đời là một người không cười đủ người xa vời đủ người có lòng hơn xôi chiến ta chẳng tới tung xiên vào mặt nhân ra máu có được thành vân loang dồn lại dương ra thịt này cha ông miền mai từng ngày qua cười đào kế trong đau nhức không nguôi cuộc đời cuộc đời anh sẽ sống toàn người tiền ngạc thì sẽ sống không dễ được par la corruption, par le pouvoir même qui se dit démocratique. Tu as été élu démocratiquement? Non. Sinon, on peut toujours. Je ne ferai pas marcher comme ça pour réclamer ça. Voilà. Je demande votre soutien. Il faut préciser aussi que nous sommes des Français d'origine vietnamienne. Et nous faisons notre. Devoir de citoyen, tout simplement, en tant que Français, mais nous n'oublions pas que nous avons une origine en pensant à ceux qui sont là-bas, qui sont souffrés. Et vous êtes nés au Vietnam tous? Nous sommes nés au Vietnam. Au Vietnam, il y a quelques arbres qui sont nés. Quelle est votre cause? D'accord, voilà. C'est très bien. Alors, je vous apporte cette lettre, et c'est une lettre. Ouverte, envoyée au président de la République par la communauté des Français d'origine vietnamienne. Donc cette lettre, vous voulez un soutien, vous voulez quoi? Je souhaite un soutien de votre part. De quel ordre? En écrivant à l'Assemblée nationale, en écrivant au président de la République, vous avez foi que tous les deux, vous faire suivre cette lettre ici, en fait. Votre soutien, ce sera aussi pour la mais c'est qu'il y a quand même le soutien des
c'est le domaine du vin. Merci. C'est nous pour vous. Merci. Voilà.